cái con xe quay Trung Quốc này nè mọi người. Khi mà hai vợ chồng đem đến á, anh chồng đem đến cho mình thì mình từ chối nhận dọn. Bởi vì á, thứ nhất á, là cái tình trạng cái con xe này nó quá tệ đi, nó quá tệ. Như mọi người thấy nè ha, bánh trước đùm nó còn nguyết gì đâu, phụt thì hư luôn rồi. Mâm này thì hả, gơ đạn canh rồi chẳng ba, rồi cổ, rồi dàn điện là hư hết, rồi cục máy rồi, nhìn chân. Mà con xe này quan trọng là con xe Trung Quốc nữa mọi người, con xe Trung Quốc nữa. Thì mà gã ra toàn bộ hết trơn, con xe này hư hết trơn, thay toàn tất tần tật luôn. Đây nè, đấy, cái yên nè. Thì một con xe mà gãi ra toàn bộ luôn, chỉ giữ lại mỗi một cái sườn với lại cái ốp máy thôi. Thì dọn một cái con xe Trung Quốc như vậy á, nó quá là tốn kém. Đấy. Cho nên mình tư vấn cho anh là nên bỏ cả chục triệu để mua một con xe Nhật để đi. Cho nên mình không có nhận dọn con xe này. Nhưng mà mình nhận là mọi người biết từ sao không? Bà chị vợ của anh ấy á, đi vào nói với mình là dọn dùm cho em đi, bởi vì cái con xe này là con xe kỷ niệm của hai vợ chồng. Không biết kỷ niệm sâu sắc như thế nào, nhưng mà nó rất là tình cảm mọi người, cho nên là mình cũng nhận. Nhưng mà thật sự ra vừa mới bị cái con xe quay ở trong này, con xe quay biển 63 này nè mọi người, dọn full, cũng là con xe quay Trung Quốc á mọi người, thấy không, dọn full luôn, phục nai rồi căm niềng đùm dần áo rồi lóc lát sơn sạch sẽ rồi hết luôn, đồng hồ rồi kia thay mới hết. Nói chung con xe này thay mới cũng tương tự như vậy mà bỏ rồi, không có nhận, không có lại lấy xe nữa, bỏ không lại lấy xe. Thì cho nên mình rất là ngán những cái con xe Trung Quốc như thế này. Nhưng mà bà chị vợ rất là tình cảm, nói là anh dọn đi, không bỏ đâu, mà còn chuyển khoản cọc đồ này kia đủ thứ hết cho mình hết á. Ok, thì mình sẽ nhận dọn cái con xe quay Trung Quốc này full mới. Mọi người đón xem sự hoàn thiện của em ấy ha. Tình trạng của em ấy là nấu luôn với mọi người là bỏ hết, chứ giờ giữ được gì nữa đâu. Ok mọi người đón xem nha.